Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Cực Hỏa Thiên Tôn, lão quái vật ngươi tại sao lại ở đây? Hắn quả nhiên đến rồi, hoàn toàn nằm trong dự liệu của bổn tôn. Mặc dù ta đoán được Hỏa Tôn sẽ đến, nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện sớm như vậy. Nhìn kìa, là Cực Hỏa Thiên Tôn. Tám vị Thiên Tôn lần này đều đã đến đông đủ rồi. Hỏa Tôn không nộp ra lời thề tâm thần, vì vậy có thể nhúng tay vào chiến đấu của tu sĩ. Tập đoàn quân và cuồng thú Thiên Tôn. Nhưng mà trận chiến đầu tiên của diễn võ trước yến là sân khấu của tu sĩ tập đoàn quân và cuồng thú Thiên Tôn. Cực Hỏa Thiên Tôn tự ý nhúng tay vào, đây không phù hợp với quy định của diễn võ đúng không? Cái gọi là quy định chẳng qua chỉ là sự ràng buộc của người trên và người phía dưới, không có ngăn cấm của quy luật thiên địa. Thiên Tôn chính là vị cao nhất trong thế gian này. Các vị có gì không hài lòng có thể chạy đến chiến trường cổ để giúp cho Cực Hỏa Thiên Tôn. Đợi sau khi bọn họ chết, chấm sẽ phong danh hiệu Dũng Sĩ Đại Cường. Gia nhập của Cực Hỏa Thiên Tôn khiến cho tình hình chiến đấu vốn dĩ phức tạp trở lên khó bề mà phân biệt được. Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi. Chiến trường cổ, Cực Hỏa tiền bối, vãn bối chiến đấu cùng với ngài. Hơm, mấy tu sĩ đại thừa kỳ các ngươi chẳng qua chỉ là một đám gánh nặng mà thôi. Cho các ngươi thời gian 3 phút để rời khỏi nơi này. 3 phút sau, chiến trường cổ sẽ biến thành địa ngục. Hãy trân trọng cái mạng nhỏ của mình đi. Chuồn nẹ đi, thả hiện xong rồi chuồn. Kích thích thật. Đánh nhau với Thiên Tôn, sau này ta sẽ chém gió cả đời. Ông nội nó, ông nội có cơ hội nhất định sẽ giáo huấn người. Ai cho phép các ngươi rời khỏi đây? Lão tử nói sẽ giết sạch tu sĩ bát phường thì nhất định là sẽ làm được. Đờ mờ. Kiểu tóc mà lão tử vất vả lắm mới trải được. Cực Hỏa Thiên Tôn đúng là đáng ghét. Không ngờ Cực Hỏa Thiên Tôn mới đến đã dùng pháp thuật mạnh như thế rồi. Không biết hát trà Thiên Tôn bây giờ thế nào rồi. Hát trà Thiên Tôn bị theo cháy đen cả người rồi. Vốn dĩ đang nói chuyện vui vẻ, hắn nhục thân đại chiến với tu sĩ bát vương lại trở lên thê thảm như vậy. Đây không phải là tiểu cuồng sao? Vừa nãy còn kiêu ngạo như vậy, sao bây giờ nhìn thê thảm thế? Cho ngươi một cơ hội nhưng lại không trọng dụng. Mức độ này có lẽ sẽ không giết được Thiên Tôn đâu đúng không? Nếu như chiến đấu kết thúc nhanh như vậy thì không còn thú vị nữa rồi. Đây không phải là tiểu cuồng sao? Vừa nãy còn kiêu ngạo như vậy, sao bây giờ lại nhìn thê thảm thế này? Cho ngươi một cơ hội nhưng lại không biết trọng dụng. Vũ thoái thành tiền. Chỉ là tu sĩ kết đan kỳ nhỏ bé mà cũng dám dùng bàn tay bẩn thỉu đụng vào tiên khu của bổn tôn. Vừa nãy khi bổn tôn đại đồ sát, hai người các ngươi vẫn luôn trốn phía sau Trần Ngọc Phong. Lão tử sớm đã thấy ngứa mắt rồi. Túc Phún Diệm Xạ. Có gì đó sai, hắn hoàn toàn không có ý né tránh phòng ngự, giống như cố ý bị ta đánh trúng. Còn có một lần ta sẽ triệt để thắng. Vũ thoái thành tiên là khế ước mà ta đã ký với quỷ diện Điệp Vương. Đã lấy được khế ước quỷ, hiệu quả chính là sau khi bị người nào đó công kích liên tục 3 lần và loại nguyên tố nào đó, một trong ngũ hành, sẽ triệt để miễn dịch. Cực Hỏa Thiên Tôn sử dụng hỏa để chiến đấu, nếu như có thể miễn dịch với nguyên tố hỏa của hắn, mình sẽ có phần thắng 9 phần. Đến đây đi, dùng ngọn lửa nóng bỏng của ngươi bao trùm ta lại. Để làm ta tan chảy, ta sẽ khiến ngươi và khiến ta rơi vào tiên cảnh đi nào. Sau khi bị đánh bại để lộ ra biểu cảm ghê rợn như vậy, tên này lẽ nào chính là quỷ kế đa đoàn. Ủa, Cực Hỏa lão tặc, sao ngươi lại dừng lại rồi? Nhìn thấy pháp thuật trị thương nghịch thiên của bổn tôn nên sợ hãi luôn rồi sao? Cứ cảm giác có gì đó sai. Thật ra bổn tôn ngoài dị hỏa còn biết sử dụng trọng kiếm. Bảo khố hỏa tà quốc mở. Nguy rồi, muốn thi triển năng lực miễn dịch nguyên tố nhất định là phải liên tục bị một loại pháp thuật nguyên tố đánh trúng 3 lần. Trong lúc đó, nếu như gặp phải bất kỳ công kích hình thức nào khác, thi triển năng lực sẽ thất bại. Muốn thi triển năng lực miễn dịch, cần phải đợi 7-7-49 ngày sau.
Mặc dù điều kiện phát động rất là khắc khổ, nhưng vì để đối phó với cực hỏa thiên tôn, mạo hiểm cũng rất đáng. May mà ta còn chuẩn bị đường nổi, ra ngoài đi, chuột đồ chuyết địa. Vì nhỉ? Sau khi ngươi từ dưới đất đi ra, ta đã để chuột đồng chuyết địa chui vào trong đó thăm dò. Vốn dĩ vì để ngăn cản ngươi bố trí bẫy, nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn này. Cha, con gái của mình bị uy hiếp đến tính mạng, ngươi nhất định sẽ lựa chọn chiêu thức ổn thỏa và tự tin nhất để công kích ta có đúng hay không, cực hỏa thiên tôn?